Pin Hoa Sơn, Làng Sơn là phong đình, mi lại, nền văn hóa, di sản văn hóa, ngân làng, khoảng trụ trở quân. Anh nỉ chính là khu vầy tặng tánh cánh khẽ hà, lông mặc môn bảy chữ, bưng nền văn hóa, hở lan ngóng. Nghề dệt vải tam hú có quen khới các bò mè trở quân tày, nùng khoảng tỉnh Làng Sơn. Hà và đôi các bưng nòng hấp dình đang năng ép dàn dỗ hơn chừng, bao chư pha có hủ dệt, để nam dệt cánh xung lại lũ điển môn gáp xé, các bưng nghề nhân xã Hải Yến, huyện Cảo Lộc, nòng đời có mắc các bưng nền văn hóa ngân làng, khoản trở quân chầu. Thấy rất là vui, rất là tự hào về truyền thống nòng dân tộc có của mình. Mừng. Là một người nùng, các bưng ngân làng khoảng trở quân chầu là trở quân nừng. Nòng có chiếc cô hết bảy chữ bình khải bưng nền văn hóa. Nòng có muôn hình chờ đầy tiền chú tặng lúc đến ngân làng khoảng trở quân nừng. Đây hình bưng nghệ nhân, dệt phải tăm hú, dệt thùng dệt khăn, cái bưng pha mứ khoảng nghệ nhân, bưng bánh vải co cực bình chú tặng chân ngam. Rất là đẹp. Vầy hở hóc xình, hủ đẩy cánh xoa xáo, từ tên nắn hủ tranh hớn mà văn hóa lịch sử, cánh bưng ngân lang chăn sừng khoảng trở quân, bưng bì cải ma, bòm cắt bó giòn, hóc xình cùng bưng chân ép có đẩy bó giòn lông hủ trách nhiễm, mà lông hạc bàn bênh mừng, nhất lo, bảy chữ bính khai chu, dì sản văn hóa trở quân, dâng kham bá, tháo sồng sờ, sàn tèm, chu tặng nghệ thuật cánh văn hóa khoảng trở quân chầu. Mi lại bay khát, bay xe thèn, đan tính, đang đầy bưng nòng ép, tập tư mọi hướng. Lại lúc đến ngân làng, sồng sở khoảng trở quân, đáng thể cho sức phối có đầy so sáng tọc hồn, cánh, bảy chữ, bó khẩu quốc quốc dề. Tôi vẫn chỉ đạo giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm. Mà khỏi có ổn chỉ bưng xe sòn bộ môn. Cánh xây sòn chủ nhiễm, cùng gian bó sòn cò sủ chu, hù, vầy bó. Nói về tổ chức hạc bức đoàn sung, chu thì mang khóa học kỹ thuật, lại nòng cò so sáo, mà nên văn hóa khoảng trở quân chầu. Lung cày, chu thì nằn, có mi chu tàng chân khoảng học sinh, sung, rất đại giải. Phương lung bó sòn ngân lang, bảy chiếc dị sản, văn hóa trở quân cùng lát nóng, có thể lắp dệt, lông cài, lại hông. Bảo tắc, tính lắp dần, mới phải chiếc văn hóa, trở quân phòng tình. Cò đàn cô hết từng hù, phải bóc xón lông hạc bằng cách mưu hoặc phản bóng. Mói bì, bảo tắc, hình tình, có nâng dịch hàng xích, chu triển lắm. Nhỏ cảm các học sinh sinh viên, mà dị sản văn hóa. Bỏng các phân trường ép, tăng tánh lại trường trình. Tổ chức chu tàng lũ đín ngân lang cùng lê hối. Chu thì sao sáng mặt di tích lịch sử, áo lông phủ mắt hút con hồng, nó cầm. Chúng tôi cũng đã mời thêm các cái nghệ nhân để trình diễn các cái nghề. Mực hỏi con mời tấm bưng nghệ nhân ra hiện nay đã gần như mai một. Nghề thủ công ngân lang đến lo bưng tàng lũ tình. Phải bao hỏi suốt ối xề, phải hỏi bưng nòng học sinh hụt tránh hơn, mà khắc nghề khoảng di sản văn hóa, khoảng địa phương. Lại công trình nghiên cứu khoảng say giáo học sinh bưng chân ép. Có đại bảy chữ bính khải bưng lũ đình, bưng tháo sồng sở ngân lang, khoảng trở quân, lê hối. Hùn thần có hát hình, có các nền văn hóa mới khai nỉ, bên nền văn hóa ngân lang, khoảng trở quân nỉ, mở hương đầy lát nóng, bùng trở bảy chữ. Vào khẩn lốc hạc bản bách mương khoảng lát nóng, bưng nền văn hóa ngân lang, đầy bảo phú trên vải hở, bó hở. Rút hôi dễ.